Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 22 tháng 8, đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện di chúc và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã trang trọng làm lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ báo công dâng bác có các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và 50 đại biểu là cán bộ đảng viên công dân tiêu biểu. Trong không khí trang nghiêm thành kính giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm vinh dự, tự hào và xúc động lớn lao, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã báo công dâng bác những thành tựu mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng với 4 lần vinh dự được đón bác về thăm, thực hiện những lời căn dặn của bác, Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế xã hội của tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP đứng thứ 3 cả nước. 6 tháng đầu năm 2019 đạt 22,18%, cao nhất cả nước. Thu ngân sách đạt trên 23.000 tỷ đồng và tiến tới sau năm 2020, Thanh Hóa sẽ chủ động cân đối được ngân sách. Kết cấu hạ tầng được đầu tư và ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện mãi hứa khắc ghi lời dạy của Bác, đoàn kết một lòng, không ngừng học tập và trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Phấn đấu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước. Đến năm 2030, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Bác. Tiếp nối các hoạt động của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản, hôm qua ngày 22 tháng 8, tại trung tâm ASEAN Japan, thủ đô Tokyo, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và ngài Fujita Matasaka, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN Japan, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa và 130 nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có từ nhiều thập kỷ và không ngừng phát triển. Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất của Việt Nam, với số vốn đầu tư trực tiếp năm 2018 là 8,59 tỷ đô la và 700 triệu đô la trong quý 1 năm 2019, dẫn đầu trong số các nước đầu tư vào Việt Nam. Với việc Hiệp định Thương mại CPTPP bắt đầu có hiệu lực, 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 9,68 tỷ đô la và nhập khẩu 4,3 tỷ đô la. Đây là những con số rất ấn tượng cho thấy tiềm năng rất lớn cho quan hệ thương mại giữa hai nước. Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định, việc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản là một trong những việc làm có nhiều ý nghĩa, góp phần xây đắp tình cảm tốt đẹp giữa hai nước. Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại sứ Vũ Hồng Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đến Thanh Hóa để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Phát biểu chào mừng hội nghị, ngài Masataka Fujita, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN Japan, đánh giá cao việc tỉnh Thanh Hóa tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Các thông tin mà tỉnh cung cấp rất hấp dẫn và thu hút sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nhật Bản. Ngài Masataka Fujita hy vọng qua hội nghị sẽ là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các nhà đầu tư Nhật Bản và tỉnh Thanh Hóa.
đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nồng nhiệt chào mừng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã quan tâm đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát cho biết, Thanh Hóa là tỉnh có nhiều đặc điểm riêng nổi trội, tạo nên nhiều lợi thế so sánh, là tỉnh có quy mô lớn của Việt Nam, đứng thứ 3 cả nước về dân số, thứ 5 về diện tích, có đầy đủ các loại hình giao thông, các điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao. Tỉnh có khu kinh tế Nghi Sơn với quy mô 106.000 ha, đã có nhiều dự án lớn đã và đang hoạt động như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện, xi măng và nhiều cơ sở công nghiệp với tổng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài gần 13 tỷ đô la. Tỉnh có 8 khu công nghiệp đã được đầu tư kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Thanh Hóa cũng là tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GDP 22,18%, mức tăng cao nhất so với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Quy mô nền kinh tế của tỉnh hiện đứng thứ 7 của Việt Nam. Dự báo đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 50 tỷ đô la. Để thực hiện các mục tiêu phát triển, Thanh Hóa sẽ tập trung vào 5 trụ cột, đó là tham gia cuộc cách mạng chế biến chế tạo, thiết lập lại trọng tâm nông nghiệp và các sản phẩm giá trị cao, phát triển thành điểm đến du lịch vừa túi tiền nổi trội, xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm y học vừa túi tiền hàng đầu, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hợp nhất. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí gia nhập thị trường và chi phí thời gian cho nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức rằng thành công của doanh nghiệp Nhật Bản cũng chính là thành công của tỉnh, lợi ích của doanh nghiệp Nhật Bản là mục tiêu trước mắt và lâu dài của Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tiềm năng, lợi thế, sự nỗ lực và khát vọng vươn lên của tỉnh, Thanh Hóa sẽ là điểm đến thành công của các nhà đầu tư Nhật Bản. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Thanh Hóa đánh giá cao sự quyết tâm và quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Thì chúng tôi vào Thanh Hóa đầu tư là lần đầu tiên, nhưng mà khi tôi vào Thanh Hóa đầu tư thì đã được hướng dẫn và chăm sóc rất là tận tình tỉ mỉ về những cái chính sách, về pháp luật và về cái cách thức thực hiện công việc ở trong Thanh Hóa. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm đối với các lĩnh vực công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, sản xuất phụ tùng ô tô, các linh kiện điện tử, điện thoại, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần hoàn thiện hơn về hạ tầng để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tôi cũng mong muốn là Thanh Hóa đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ, đẩy mạnh cái việc là nâng cấp cái cơ sở, hoàn thiện hệ thống giao thông hơn nữa. Nay tôi cho rằng là cái sự quan tâm của các cái nhà đầu tư của Nhật Bản đối với cái tiềm năng phát triển của Thanh Hóa nó tạo nên cái thành công sáng nay của cái hội nghị xúc tiến đầu tư. Và thông qua những cái buổi, những cái trao đổi riêng của các cái doanh nghiệp với nhau ấy, thì thể hiện là cái mong muốn là các nhà đầu tư sẽ sang sớm Việt Nam là trong các cái lĩnh vực liên quan đến tiềm năng của Thanh Hóa, liên quan đến nhu cầu của Nhật Bản. Bên lề hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất với Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn một số lĩnh vực mong muốn tìm hiểu đầu tư trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi và giao cho các sở ngành của tỉnh cung cấp thêm thông tin cũng như kết nối hỗ trợ các nhà đầu tư. Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa được tổ chức thu hút sự quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn từ Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản với công nghệ tiên tiến, nền tài chính vững mạnh và uy tín trên thị trường quốc tế, kết hợp với những tiềm năng lợi thế của tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ mở ra một cái cơ hội hợp tác hiệu quả trong thời gian tới. Nguyễn Hồng Thư, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản. Trong chương trình làm việc chiều 21 tháng 8, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với tổng công ty Edemitsu, một trong ba liên danh của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa với số vốn góp 35,1%. Thay mặt ban lãnh đạo công ty, ngài Susumu Nibira, phó tổng giám đốc vui mừng được tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở chính của công ty tại Tokyo. Ngài Phó Tổng Giám đốc trân trọng cảm ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, từ lúc chuẩn bị dự án đến khi hoàn thiện một nhà máy với tổng số vốn hơn 9 tỷ đô la, công suất lên tới 10 triệu tấn dầu thô một năm như hiện nay. Ngài Phó Tổng Giám đốc trân trọng gửi lời chào, lời thăm hỏi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ban lãnh đạo tổng công ty Idemitsu cũng bày tỏ sự chia sẻ trước những thiệt hại của nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ vừa qua và cho biết ngay khi thiên tai vừa xảy ra, công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đã ủng hộ, chung tay chia sẻ với tỉnh, mong muốn góp phần cùng với chính quyền giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn những tình cảm mà ban lãnh đạo công ty đã dành cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí khẳng định, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
là dự án lớn nhất từ trước đến nay đầu tư vào Thanh Hóa và là dự án trọng điểm của Việt Nam. Bước đầu đã có những thành công nhất định, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến dự án này, đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các đối tác để vận hành, khai thác hiệu quả nhà máy và triển khai các bước tiếp theo của dự án. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn đề nghị tổng công ty sớm cùng các đối tác triển khai giai đoạn 2 của dự án, đồng thời nghiên cứu, khảo sát, đầu tư thêm các dự án mới vào tỉnh Thanh Hóa dựa trên các thế mạnh của tổng công ty và nhu cầu của tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ tỉnh trong giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa tới các đồng nghiệp, bạn hàng, đối tác ở Nhật Bản và các nước trên thế giới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Bác chỉ rõ, quân đội là quân đội cách mạng, phải biết vượt qua khó khăn thử thách, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đáp lại tình cảm và thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân đã không ngừng tôi luyện bản lĩnh và tinh thần đấu tranh cách mạng, xả thân vì nước, vì sự độc lập tự do cho nhân dân. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Đại tá Lê Xuân Sinh, người đã có rất nhiều thành tích trong chiến đấu và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngồi ngay cạnh tôi đây là Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Xuân Sinh, người đã có rất là nhiều thành tích đáng nể trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về con người cũng như những thành tích của Bác, thì trước tiên chúng ta cùng theo dõi một số thông tin ngắn. Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Xuân Sinh, sinh năm 1944, quê ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn. Ông nhập ngũ ngày 14 tháng 4 năm 1962. Sau 2 năm huấn luyện, công tác tại miền Bắc, cuối năm 1964, ông cùng đơn vị vào miền Nam chiến đấu. Ông đã tham gia 42 trận, diệt 125 tên Mỹ ngụy. Trung đội do ông chỉ huy 4 lần được công nhận là trung đội anh dũng diệt Mỹ. Trong các trận chiến đấu, ông luôn là người mưu trí, dũng cảm, thọc sâu vào lô cốt của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị làm chủ trận địa. Có lần bị thương liên tiếp, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, bình tĩnh chỉ huy và động viên anh em chiến đấu đến khi trận đánh kết thúc. Khi thấy còn anh em bị thương nằm lại trận địa, ông đã bò vào cõng anh em về đến vị trí tập kết an toàn. Ông đã 4 lần được tặng thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, được khen thưởng 8 bằng khen, 2 giấy khen, 2 huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Lê Xuân Sinh được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi được tuyên dương anh hùng, ông là tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 7 bộ binh, trung đoàn 16, phân khu 1, mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa Đại tá Lê Xuân Sinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là một danh hiệu hết sức cao quý. Vậy Bác có thể kể một số cái thành tích đặc biệt để giúp Bác được trao tặng cái danh hiệu cao quý đó? Cái mà nổi bật lên trong cái phạm vi như vậy là hàng rào chưa bị được là phá hủy. Lúc này Bác dùng cái khẩu AK của mình khống chế quân địch bên trong, khống chế để như vậy là chiến sĩ của mình lao lên để thực hiện cái nhiệm vụ phá bung cái hàng rào đó để tạo điều kiện cho đơn vị như vậy là tiêu diệt toàn bộ khu vực này. Cái trận đánh Bắc Tô là cả một cái khu lớn như thế, dùng cái lực lượng của giam lên thì vừa bị thương này, vừa là hy sinh này, thì lúc đó là Bác cũng phải trực tiếp lấy quả bộc phá đó lên để như đánh bung cái hàng rào cuối cùng để mở ra để như vậy cái xe đội 2 chúng ta vào làm chủ và đánh bắt tù binh và tiêu diệt toàn bộ cái khu vực của Đắc Tô. Tiếp sau của Đắc Tô thì lại có nhiệm vụ bao vây, tiêu diệt, đánh bại và tiêu diệt toàn bộ cái tiểu đoàn Cọp Đen ở như vậy chiến trường Tây Nguyên. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân sự thì người cho rằng là người chiến sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định mọi thắng lợi. Và người đã từng nói rằng là không sợ thiếu vũ khí mà chỉ sợ khi thời cơ đến lại không có người cầm vũ khí. Trong quá trình chiến đấu cũng như là chỉ huy chiến đấu thì quân đội nhân dân Việt Nam và bản thân Bác đã vận dụng cái quan điểm này như thế nào ạ? Đúng, rất đúng và chuẩn xác của như vậy là từ người lính cho đến người cán bộ. Khi tôi là một thanh niên ở quê tình nguyện đi vào quân đội thì trước hết là quân đội đã cho học về truyền thống của
anh bộ đội Cụ Hồ như thế nào, và nhiệm vụ là bất luận là trong điều kiện nào cũng sẵn sàng hy sinh để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và được nhân dân và đảng tin yêu. Từng tham gia 42 trận đấu và tiêu diệt 125 tên Mỹ ngụy, đơn vị do bác chỉ huy thì cũng đã được 4 lần nhận danh hiệu là anh dũng diệt Mỹ. Vậy thì bác có thể cho biết nguyên nhân vì sao mà bác và những người đồng đội của mình lại lập nên những chiến công kỳ tích đến như vậy ạ? Là chiến sĩ, là cán bộ cấp dưới phải chấp hành mệnh lệnh và thực hiện bằng được những khó khăn, những bước đi, những trận đánh, và bất luận ngày hay đêm phải thực hiện bằng được cái nhiệm vụ mà cấp trên đã ra lệnh cho bản thân tôi, đồng chí của mình và các đơn vị bạn cùng nhau phối hợp hiệp đồng chắc chắn và nhịp nhàng trong điều kiện mà mình nghĩ có khả năng khó khăn hoàn thành. Nhưng người chỉ huy phải tỉnh táo, phải bám sát với anh em, cùng với anh em xông vào những chỗ nguy hiểm nhất để mà hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Xuân Sinh luôn vận dụng sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, và bác đã nắm vững và vận dụng khách quan, khoa học, nguyên tắc về mối quan hệ giữa tư tưởng, lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy mà nhiệm vụ nào bác cũng đã hoàn thành, khó khăn nào bác cũng vượt qua, và kẻ thù nào bác cũng chiến thắng. Một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Lê Xuân Sinh đã tham gia cuộc trao đổi hết sức có ý nghĩa này. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, người dân và chính quyền xã Hải Lộc có phản ánh về tình trạng tuyến đê thuộc dự án nâng cấp tu bổ đê sông Re đoạn qua xã Hải Lộc lộ đất thải cùng đá cỡ lớn. Trước thông tin này, Ban Quản lý Dự án huyện Hậu Lộc đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành kiểm tra và triển khai các biện pháp khắc phục. Dọc tuyến đê, nhiều vị trí chỉ toàn đất thải, không đảm bảo chất lượng để xây dựng đê. Phần mái đê đã hoàn thiện, thế nhưng chỉ sau một trận mưa lớn đã lộ ra nhiều viên đá cỡ lớn nằm lẫn trong đất. Đặc biệt, tại những điểm rãnh nước chảy, đá to nhỏ, đủ kích cỡ lẫn trong nhiều lớp, từ mái đê xuống chân đê. Được biết, dự án nâng cấp tu bổ tuyến đê sông Re đoạn qua xã Hải Lộc có chiều dài 775m, dự kiến hoàn thành vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Dự án có mức đầu tư gần 7 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Nông có trụ sở tại xã Lộc Tân. Trước thông tin từ người dân và chính quyền địa phương phản ánh, Ban Quản lý Dự án đã khẩn trương xác minh và yêu cầu nhà thầu thi công nhanh chóng khắc phục. Việc khắc phục những sai phạm trong thi công tuyến đê sông Re là hết sức cần thiết, song cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, thậm chí xử lý trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật để đảm bảo chất lượng công trình phòng chống thiên tai. Lợi dụng kẽ hở trong việc kiểm soát nội dung thông tin của nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội cũng như sức lan tỏa rộng rãi của hệ thống ứng dụng này, mỗi ngày có hàng chục tài liệu vô căn cứ về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội của Việt Nam được phát tán lên mạng xã hội dưới hình thức trình bày quan điểm trái ngược. Vậy điều gì ẩn sau những bài viết này? Và ai là người đứng sau các tài khoản Facebook, Zalo thu hút hàng trăm, hàng ngàn lượt yêu thích chia sẻ đó? Dưới lớp vỏ Việt Kiều Nga lên tiếng về nền chính trị trong sạch, minh bạch của quê hương. Từ năm 2010, Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965 ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, đã đăng tải, chia sẻ và livestream hàng trăm bài viết, video so sánh chế độ chính trị Việt Nam và các nước, phân tích, bình luận các thông tin liên quan trực tiếp đến các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là việc triển khai dự án quảng trường biển tại thành phố Sầm Sơn. Thế nhưng, đằng sau những bài viết có vẻ hợp lý ấy là những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ, không bằng chứng, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận thành tựu của đất nước và kích động kêu gọi biểu tình trái pháp luật. Ngoài ra, theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, Phạm Văn Điệp là đối tượng cơ hội chính trị, đã từng đi du học tự túc tại Liên bang Nga, sau đó bỏ học và tham gia vào Đảng Dân Chủ 21, một tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam tại nước ngoài. Tháng 6 năm 2016, Phạm Văn Điệp bị chính quyền nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào bắt giữ về hành vi làm và giả truyền đơn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam,
bị kết án 21 tháng tù giam về tội sử dụng lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chống lại nước láng giềng. Với bản chất ngoan cố, Phạm Văn Điệp lại tiếp tục con đường cũ và đến tháng 6 năm 2019 phải đối mặt với lệnh bắt tạm giam 4 tháng. Qua một quá trình là địa phương cũng như là phường Quảng Tiến, công dân tại khu phố cũng là thường xuyên gặp gỡ trao đổi để coi như là tuyên truyền để cho anh ấy nhận rõ cái sai của mình trong cái việc mà chống phá lại cái việc mà phản đối lại đảng, chính quyền, nhà nước Việt Nam. Nhưng mà công dân Phạm Văn Điệp vẫn có nhiều biểu hiện là vẫn lợi dụng cái hệ thống Facebook mạng, những cái thông tin của phần tử xấu của các đảng đối lập đấy, để vẫn là hoạt động là tuyên truyền. Trường hợp của Phạm Văn Điệp không phải là hiếm. Lực lượng chức năng cho biết, đằng sau những tài khoản, trang mạng xã hội lan truyền các thông tin xấu, độc, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam, hầu hết là các đối tượng thuộc các tổ chức phản động, chống phá ở nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và chia sẻ luồng tư tưởng sai trái, thù địch, các đối tượng này được chính các tổ chức phản động nói trên cung cấp kinh phí hoạt động, chỉ đạo định hướng tuyên truyền với mục tiêu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã khẳng định, một trong những yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là bản thân người dùng mạng, cần nâng cao nhận thức, xây dựng thế chủ động, phản bác các luận điệu này một cách thuyết phục. Chúng tôi sẽ chủ động nắm, dự báo tình hình, tranh thủ cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đặc biệt là quần chúng nhân dân trong phong trào tố giác tội phạm. Đặc biệt là đối với công tác phối hợp thì cơ quan an ninh điều tra chúng tôi đã tham gia ngay từ ban đầu khi các lực lượng trinh sát an ninh khác tiến hành nhằm để thu thập các tài liệu chứng cứ, chuyển hóa tài liệu chứng cứ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tôi cho rằng là mỗi một người dùng mạng xã hội phải là một người dùng mạng xã hội thông minh. Tức là gì? Anh biết tiếp nhận thông tin và biết sàng lọc, chọn lọc những thông tin đó. Thế muốn giải quyết được cái tình trạng này một cách triệt để thì phải có sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý. Về văn hóa phải có cơ quan văn hóa, về thông tin phải có cơ quan truyền thông, về kỹ thuật thì phải có cơ quan kỹ thuật và các cái cơ quan khác, người ta cùng vào cuộc một lúc. Nếu mà không vào cuộc một lúc thì không thể giải quyết được vấn đề này. Trước sự lên án mạnh mẽ của các quốc gia về vấn nạn tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ổn định an ninh trật tự, hiện nay Facebook, Google và một loạt các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội khác đã triển khai các chính sách siết chặt quản lý tài khoản, đáp hồi yêu cầu phong tỏa, ngăn chặn thông tin xấu, độc từ các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, đe dọa an ninh quốc gia, đoàn kết dân tộc, cốt yếu vẫn phụ thuộc vào sự tỉnh táo của chính người dùng mạng để tránh mắc mưu của các thế lực thù địch. Hôm qua ngày 22 tháng 8, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 170 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh và đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thông tin đến các đại biểu tình hình trật tự an toàn giao thông từ đầu năm đến nay của Thanh Hóa và cả nước, triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2019. Nội dung chỉ thị số 11 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm làm giảm tai nạn giao thông và những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông hiện nay. Đồng thời, giới thiệu một số kỹ năng, phương pháp, cách thức tổ chức tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông cho từng nhóm đối tượng, từ đó triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở địa phương, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Huyện Hà Trung vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cho năm học 2018-2019, năm học 2019-2020, huyện Hà Trung tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn kết giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đối với môn tiếng Anh ở các cấp học, tiếp tục tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho năm học 2018-2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo Phụ nữ sống xanh 2019 với chủ đề Du lịch cộng đồng và vai trò với phát triển du lịch bền vững cho cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Tại hội thảo, 120 cán bộ hội viên phụ nữ các huyện có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng như Hoàng Hóa, Lang Chánh, Tường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Cẩm Thủy đã được thảo luận chia sẻ về một số vấn đề như kỹ năng làm du lịch cộng đồng, giới thiệu mô hình phát triển du lịch bền vững, ẩm thực địa phương dành cho du khách, nâng cao năng lực quản lý và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm. Đây là một trong những hoạt động cùng đồng hành với hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm giúp phụ nữ tự tin chủ động nắm bắt cơ hội phát triển sinh kế với kiến thức làm du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về phát triển du lịch bền vững đối với môi trường, nền kinh tế và sức khỏe con người. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.